Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan tới việc lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở Kansas và Iowa. Bão mạnh gây thiệt hại tại nhiều khu vực ở miền Trung Hoa Kỳ hôm thứ Ba, trong khi lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở Kansas và Iowa, trong đó một trận lốc xoáy làm 2 người bị thương. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết trận lốc xoáy cấp EF số 1 quét qua gần thành phố Richland của Kansas lúc khoảng 6 giờ sáng. Lốc xoáy có vận tốc lên đến 100 dặm một giờ và kéo dài khoảng 20 phút. Hai người bị thương khi xe RV của họ bị lật trong trận lốc xoáy này. Nhà cửa và cây cối cũng bị hư hỏng ở thành phố Overbrook ở gần đó. Ở miền Trung Iowa, một nhà kho bị phá hủy và những căn khác bị hư hỏng sau khi một trận lốc xoáy quét qua khu vực nông thôn của quận hạt Dallas. Mưa đá lớn như quả bóng bàn ở Bloomfield. Ở Missouri, chuyến bay 3661 của American Eagle đi Chicago phải trở lại phi trường quốc tế thành phố Kansas lúc khoảng 6 giờ sáng, ngay sau khi cất cánh, vì có lẽ bị sét đánh. Nhân viên bảo dưỡng đang kiểm tra phi cơ xem nó có bị hư hỏng hay không. Hành khách được chuyển sang chuyến bay khác. Một căn nhà bị tốc mái khi trận bão đi qua khu vực Smithville Lake, miền Tây của Missouri. Ở Iowa, trận bão di chuyển nhanh sinh ra nhiều trận lốc xoáy nhỏ. Hình ảnh từ khu vực cho thấy đồ chơi của trẻ em bị phá hủy vì cây cối đổ ngã. Tin về việc một người ở Ohio bắn chết tài xế Uber sau khi cuộc điện thoại lừa đảo nhắm vào cả hai người. Một người ở Ohio bắn chết một tài xế Uber vì ông nghĩ rằng người này tìm cách cướp tài sản của ông sau khi một cuộc điện thoại lừa đảo thông báo cả hai người bị truy tố tội giết người. Ông William Brooks, 81 tuổi, cũng đối diện tội danh bắt cóc và hành hung trong cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn quận hạt Clark. Ông không nhận tội và có thể lãnh án tù chung thân nếu bị kết tội phạm tội giết người. Vụ nổ súng xảy ra vào ngày 25 tháng 3 tại nhà của ông Brooks ở South Charleston. Cảnh sát từ văn phòng cảnh sát quận hạt đến căn nhà đó sau khi ông Brooks gọi 911, trình báo ông vừa bắn một người tìm cách cướp tài sản của mình. Ông Brooks nhận được cuộc gọi lừa đảo từ một người giả làm nhân viên từ tòa án địa phương. Người này cuối cùng đe dọa và đòi tiền của ông. Nạn nhân, bà Lolita Ho, 61 tuổi, là tài xế Uber. Bà được bảo đến nhận một kiện hàng từ nhà ông Brooks. Theo nhà chức trách, yêu cầu này có lẽ là từ cùng kẻ lừa đảo hoặc đồng phạm. Bà Ho không biết những cuộc điện thoại gọi đến ông Brooks. Khi bà đến nhà ông và ra khỏi xe, ông Brooks rút súng ra và yêu cầu bà nói cho ông biết ai đã gọi điện thoại đe dọa. Ông Brooks cũng lấy điện thoại của bà Ho và không thả bà ra. Khi bà Ho tìm cách thoát ra, ông Brooks bắn bà một phát đạn rồi bắn thêm phát thứ hai. Ông Brooks bị thương nhẹ ở đầu trong cuộc đối đầu và ông gọi 911 sau khi ông bắn phát đạn thứ ba. Bà Ho được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó tử vong vì thương tích. Hạ viện gửi điều khoản luận tội Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas lên Thượng viện. Hạ viện hôm thứ Ba đã gửi hai điều khoản luận tội Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas lên Thượng viện, nơi có lẽ sẽ nhanh chóng chặn đứng nỗ lực này. Các dân biểu Cộng hòa đang tìm cách bãi nhiệm ông Mayorkas, yêu cầu Thượng viện luận tội ông vì không thi hành luật di trú và nói dối Hạ viện. Các thượng nghị sĩ ngồi im lặng tại bàn của họ. Nỗ lực mang động cơ chính trị này diễn ra theo sau số di dân trái phép kỷ lục năm ngoái. Cử tri xem di trú là lo ngại hàng đầu trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Trong ngày thứ Tư hôm nay, 100 thượng nghị sĩ sẽ tuyên thệ làm bồi thẩm đoàn trong phiên xử có thể kéo dài ít nhất là một tuần lễ. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer có thể chặn đứng phiên xử trước khi nó bắt đầu. Ông và các nhà lập pháp dân chủ khác lý luận rằng, các dân biểu Cộng hòa mang động cơ chính trị và không chứng minh được hành động trái phép của ông Mayorkas. Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Schumer nói rằng, mỗi lần xảy ra bất đồng chính sách tại Hạ viện, họ đều gửi lên Thượng viện và buộc Thượng viện tiến hành xét xử luận tội. Đó là điều vô lý, lạm dụng quy trình và gây ra thêm hỗn loạn. Phía Cộng hòa sẽ dùng rào cản thủ tục để ngăn phía dân chủ hủy bỏ vụ này hoặc ít nhất cản trở phía dân chủ. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, trước đây chưa bao giờ Thượng viện đồng ý với một kiến nghị để xem xét các điều khoản luận tội của một viên chức của bất kỳ đảng nào. Trước đó, ông Mayorkas điều trần gần 3 giờ đồng hồ trước Ủy ban Nội an Hạ viện. Ông điều trần về ngân sách của cơ quan ông trong năm tới, nhưng việc luận tội cũng được đề cập đến trong buổi điều trần này. Tiếp đến là tin Bộ Giao thông hợp tác với các tiểu bang để bảo vệ khách hàng hàng không.
Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg hôm thứ Ba công bố chương trình hợp tác với các bộ trưởng tư pháp tiểu bang để đẩy nhanh các cuộc điều tra về khiếu nại các hãng hàng không và đại lý vé, một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Hiện tại, thẩm quyền thi hành bảo vệ hành khách thuộc về chính phủ liên bang. Mặc dù các bộ trưởng tư pháp tiểu bang nhận được khiếu nại của người tiêu dùng, các hãng hàng không không bắt buộc phải phản hồi các cuộc điều tra của họ. Theo chương trình hợp tác, các tiểu bang sẽ điều tra các khiếu nại đối với hãng hàng không và chuyển lên Bộ Giao thông để xem xét và hành động. Các tiểu bang cũng sẽ báo cáo các hãng hàng không phản hồi đề nghị cung cấp thông tin. Bộ Giao thông sẽ cho các tiểu bang truy cập vào cơ sở dữ liệu khiếu nại từ người tiêu dùng của Bộ. Ông Buttigieg nói rằng chúng ta cần nhân lực lượng lên để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh giao thông hàng không tăng kỷ lục. Khiếu nại về các hãng hàng không tăng đáng kể vào năm ngoái, mặc dù tỷ lệ hủy chuyến bay giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Chính quyền của Tổng thống Biden đẩy mạnh các biện pháp để mở rộng quyền người tiêu dùng cho hành khách hàng không. Ông Buttigieg mở nhiều cuộc điều tra và phạt nhiều hãng hàng không. Năm ngoái, Bộ Giao thông phạt hãng Southwest Airlines 140 triệu Mỹ Kim vì trục trặc hồi tháng 12 năm 2022, làm 16.900 chuyến bay bị hủy và 2 triệu hành khách bị mắc kẹt. Dân biểu Cộng hòa thứ nhì kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson từ chức. Hai nhà lập pháp Cộng hòa hiện đang thúc giục bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, mặc dù ông Johnson tuyên bố sẽ không từ chức. Ông Johnson đối diện áp lực từ các dân biểu bảo thủ cực hữu, đặc biệt là những người đứng về phía cựu Tổng thống Trump vì khoản viện trợ cho Ukraine và dự luật Do Thám gần đây. Trong bài viết trên mạng xã hội X hôm thứ Ba, dân biểu Thomas Massey cho biết, ông sẽ tham gia cùng dân biểu Marjorie Taylor Greene để bãi nhiệm ông Johnson. Ông kêu gọi ông Johnson từ chức tại cuộc họp của các dân biểu Cộng hòa, nhưng Chủ tịch Hạ viện phản bác. Tại cuộc họp báo hàng tuần, ông Johnson nói rằng ông sẽ không từ chức. Ông không quan tâm tới việc này và sẽ làm công việc của mình. Khi được hỏi về khả năng thành công của kiến nghị, ông Massey cho biết nếu tổ chức bỏ phiếu cho kiến nghị, sẽ có rất nhiều người bỏ phiếu ủng hộ. Trên mạng xã hội X, bà Green tỏ ý cảm ơn ông Massey vì đồng bảo trợ kiến nghị của bà, vì chúng ta cần một chủ tịch mới. Một nỗ lực khác để lật đổ Chủ tịch Hạ viện sẽ lại đẩy Hạ viện vào hỗn loạn và đặt ra câu hỏi về khả năng quản trị của đảng chỉ 6 tháng trước cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump ủng hộ ông Johnson khi ông gặp nhau vào tuần trước, nhưng cũng là đồng minh thân cận của bà Green. Với thế đa số mong manh, ông Johnson có thể cần phiếu của phía Dân Chủ để bảo vệ chức vụ lãnh đạo của ông nếu kiến nghị bãi nhiệm được đưa ra bỏ phiếu. Tiếp theo là tin căn bệnh làm hải ly chết ở Utah có thể lây lan sang người. Hải ly trên khắp Utah đang nhiễm một căn bệnh nguy hiểm được các chuyên gia cảnh báo có thể trở thành đe dọa chết người đối với con người. Căn bệnh mang tên tularemia, còn gọi là sốt thỏ, bệnh dịch thỏ rừng và sốt ruồi hương, có thể gây ra vết loét trên da và sưng hạch cùng nhiều triệu chứng khác nếu lây lan sang người. Cơ quan Tài nguyên Động vật Hoang dã Utah, hay còn gọi là DWR, phát hiện xác của 9 con hải ly chết vì bệnh tularemia. Sự việc khiến các chuyên gia sửng sốt vì con vật gần đây nhất chết vì căn bệnh này là vào năm 2017. Căn bệnh này thông thường lây truyền vì ve hay ruồi hươu chích. Tiếp xúc trực tiếp với máu của con vật nhiễm bệnh, uống nước nhiễm khuẩn hoặc ăn thịt thỏ nhiễm bệnh không nấu chín kỹ. Xác hải ly được tìm thấy tại ba quận hạt gồm Utah, Summit và Wasatch. Xét nghiệm ba con hải ly cho kết quả dương tính với tularemia. Mặc dù căn bệnh này phổ biến trên khắp khu vực đó, điều gây ngạc nhiên cho giới chức địa phương là số động vật chết vì bệnh này gia tăng. Bác sĩ thú y Ginger Stone thuộc DWR nói rằng vi khuẩn gây ra bệnh này có mặt trong môi trường ở nhiều khu vực ở Utah. Nhưng điểm bất thường là nhiều con vật chết vì bệnh này cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên bệnh này làm động vật chết trong hơn 5 năm qua, với lần gần đây nhất là khi một con thỏ được tìm thấy ở khu vực Kanab của Utah. Con người có thể nhiễm bệnh nếu bị ve hoặc rười hươu chích trong mùa hè hoặc tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh họ thu được trong mùa săn bắn và đặt bẫy. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương.
Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi nhà hàng CNC Pot & Yakiniku, là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area. Điện thoại 408-649-3106. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé bay về Việt Nam với giá rẻ nhất. Xin gọi 1-888-630-9658 sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. California giữ vững vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Cơ quan quản lý giao thông đô thị San Francisco chấp thuận kế hoạch lắp đặt camera đo vận tốc. Sian Steam Pot & Yakiniku là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area với máy hấp độc đáo có thể hấp hải sản, thịt và rau ngay trên bàn ăn của quý vị. Bên dưới phần hấp, quý vị có thể để một nồi súp hoặc cháo thơm ngon nóng hổi. Tất cả các chiết xuất và tinh chất từ những món hấp sẽ nhỏ xuống súp hoặc cháo của quý vị, tạo thành món súp hoặc cháo thơm lừng, ngọt đậm đà hương vị cho quý vị thưởng thức vào cuối bữa ăn. Các hải sản hoàn toàn tươi sống bơi lội trong hồ. Nhà hàng có các tùy chọn nướng Yakiniku với rất nhiều loại thịt nhập khẩu cao cấp như sườn nướng Miyazaki Wagyu A5 của Nhật Bản và Wagyu M9 của Úc. Cả hai đều là những loại thịt Wagyu có chất lượng cao nhất trên thế giới. Quý vị sẽ ngất ngây thưởng thức những món ăn ngon với sự bày trí thật sang trọng, lãng mạn và đẹp tuyệt vời. Ngoài ra, chúng tôi có quầy nước sốt với 12 nguyên liệu khác nhau, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Các món ăn của nhà hàng là sự kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Trung Hoa. Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị trong khung cảnh nhà hàng thanh lịch và sang trọng. Nhân viên rất lịch thiệp, ân cần và chu đáo. Nhà hàng còn có quầy rượu với đầy đủ các loại giúp cho quý vị có bữa ăn ngon miệng và rất phù hợp cho các sự kiện và bữa tiệc riêng của quý vị. Sian Steam Pot & Yakiniku tọa lạc tại 500 Paperland, Milpitas, điện thoại 408-649-3106. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý vị. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.